giải mã những nút thắt trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bà Hà, một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, chia sẻ: "Tôi đã làm dâu hai đời, mỗi đời một cảnh. Thời của mẹ tôi, con dâu phải cam chịu, mẹ nói mà cãi là láo, chồng có người bên ngoài cũng phải cam chịu, coi như đó là tính cách người đàn ông. Mình là phụ nữ, mình phải giữ chồng, phải chịu, còn không chịu thì là người đàn bà nổi loạn. Tôi vì không chịu mà phải gian dở trong cuộc tình thứ nhất. Nhưng con dâu thời đại ngày nay khác rồi, tụi nó có quá nhiều quyền." Gần đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cuộc cãi vã giữa mẹ chồng và nàng dâu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Điều này cho thấy mối quan hệ này vẫn luôn là tâm điểm, vẫn luôn là hòn than âm ỉ trong bếp của mỗi nhà. Chỉ cần có cơ hội, nó lại bùng cháy. Clip với hàng triệu nỗi niềm bày tỏ, nhiều cuộc tranh cãi của những người xa lạ, nhiều khi trở nên rất gay gắt. Theo một cuộc khảo sát gần đây, hơn 70% các cặp vợ chồng trẻ cho biết họ từng gặp phải những khó khăn trong mối quan hệ với gia đình nhà chồng. Câu hỏi đặt ra là tại sao mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là đề tài nóng hổi, được bàn tán xôn xao qua nhiều thế hệ? Liệu những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ này có phải là điều tất yếu, không thể tránh khỏi? Sự khác biệt giữa quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày xưa và bây giờ là gì? Có câu thật thà cũng thể lái trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Câu tục ngữ này thể hiện quan niệm dân gian về sự phức tạp và khó khăn của mối quan hệ này. Mỗi người đều có quan điểm riêng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tương tự trong đời sống hiện đại, có những luồng quan niệm về mẹ chồng nàng dâu trái chiều và khiến cho cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu xuất hiện nhiều ngã rẽ. Có người cho rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng thể nào mà hòa hợp được. Nhưng thực tế cho thấy rất nhiều gia đình hạnh phúc khi mẹ chồng và nàng dâu yêu thương nhau không khác gì mẹ đẻ con gái. Câu chuyện với một người đồng nghiệp vào một buổi chiều sau khi tan sở về mối quan hệ của cô ấy với mẹ chồng làm tôi mến mộ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ chồng cô ấy điều phối tốt thật, bà nhẹ nhàng xoay quanh cô con dâu trưởng. Hai vợ chồng cô ấy ở xa quê, tối tối bà gọi điện tâm sự với con dâu, hỏi cô ấy về chồng cô ấy, về công việc của cô ấy, về các cháu, về kế hoạch của gia đình, nói cho cô ấy nghe về dỗ chạp, cổ bàn và những dự định của bà, rồi hỏi ý kiến của chị dâu trưởng. Cô ấy tâm sự rằng, bà làm như em là người quyết định mọi thứ ấy chị ạ. Nhất nhất bà theo em, mà bà theo thật, thế là cả nhà phải theo. Em chả biết làm gì hơn là đồng thuận với mẹ, nên hai mẹ con chuyện gì cũng bàn bạc, cùng đồng lòng. Quả thật cô đồng nghiệp với tôi cũng là người hiểu chuyện, biết trên biết dưới, biết nặng biết nhẹ, là người rất chu đáo. Bản chất cái tên của mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã nói lên tất cả về mối quan hệ này. Đúng như tên gọi của nó, đó là mối quan hệ rất đơn giản giữa hai nhân vật là phụ nữ trong gia đình, mẹ chồng và cô con dâu. Hai người phụ nữ quyền lực trong gia đình thế hệ trước và thế hệ sau. Quý vị hỏi vì sao khó dung hòa ư? Hai người phụ nữ bình thường khi mâu thuẫn đã khó dung hòa, huống hồ là hai người phụ nữ quyền lực. Tôi gọi đây là người phụ nữ quyền lực vì họ luôn là người ra quyết định trong gia đình riêng của họ. Khi họ về sống chung thì ai sẽ là người ra quyết định, các quý vị đã nghĩ ra chưa? Thời xưa thì mẹ chồng là người có tiếng nói quyết định, nhưng ngày nay thì mọi việc khác xưa rồi. Nhưng cũng đừng coi thường người phụ nữ có tuổi ấy vì bà là mẹ của người bạn gọi làm chồng. Phân tích đi, phân tích lại thì mới thấy đây là mối quan hệ vừa đơn giản lại vừa phức tạp, có đắng cay, có ngọt bùi, lắm lúc dở khóc dở cười. Mối quan hệ này không đơn thuần như tình mẫu tử, lại chẳng vô tình như người dưng, là người thân nhưng lại không cùng máu mủ. Do đó, lắm lúc xảy ra mâu thuẫn, cạnh tranh nhưng chẳng thể nào rời xa nhau được. Diễn biến của câu chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng có rất nhiều ngã rẽ, khiến người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc khó mà đoán định được. Có những nàng dâu sau khi gả đi được sống một cuộc sống nhung lụa hơn cả khi ở nhà mẹ đẻ, lại có những nàng dâu tài hoa đạo mạo, gả đi rồi lại chẳng thể nào hạnh phúc nổi trong gia đình bởi người phụ nữ mang danh mẹ chồng. Để lý giải điều này, có thể tham khảo hai quan niệm dưới đây. Quan niệm con dâu là con mình. Về mặt huyết thống mà nói, con dâu dù là con, nhưng mãi mãi là người không cùng dòng máu.
không thể nào so bì với cô con gái cưng bé bỏng do chính mẹ đẻ ra. Tuy nhiên, nhiều người phụ nữ hiện đại cho rằng con gái dù yêu thương đến đâu cũng sẽ có ngày thành gia lập thất, không thể sống mãi ở bên mình. Con gái lấy chồng chỉ có thể về nhà chồng hoặc ra ở riêng mà thôi, ít có gia đình nào có thể giữ con gái và con rể lại nhà mẹ vợ. Vì vậy, khi rước con dâu về nhà, mẹ chồng nhận định đây mới là người con gái sẽ cùng đứa con trai thân yêu, chăm sóc, yêu thương mình lúc tuổi già cận kề, sức khỏe suy yếu. Nhưng đứa trẻ này lại không phải do mình một tay nuôi nấng dạy dỗ, bản thân mẹ chồng cũng chưa có nhiều cơ hội thể hiện tình yêu với cô, làm sao cô ấy có thể cam tâm tình nguyện xem mình như mẹ đẻ. Từ tâm lý này, nhiều bà mẹ chồng quyết định xem con dâu như con ruột của mình, bảo ban chỉ dạy con, nhẹ nhàng yêu thương con, với hy vọng con dâu sẽ dành tình cảm tương tự lại cho mình. Tuy nhiên, không hẳn tất cả các nàng dâu khi may mắn gặp người mẹ chồng tâm lý và hiểu chuyện như thế này đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Đó là vì tâm tình con trẻ khác mẹ, trẻ tuổi còn nhiều lanh tranh, hiếu thắng, chưa đủ thấu hiểu và cảm thông. Hơn nữa, sự khác nhau trong quan niệm khiến nàng dâu không hiểu hết được tình yêu và sự cố gắng của mẹ chồng dành cho nàng. Nên dù rõ là mẹ chồng và nàng dâu rất yêu thương nhau, nhưng vẫn lắm lúc xảy ra mâu thuẫn do thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu. Nhưng dù gì đi chăng nữa, với quan niệm sống này, mẹ chồng và nàng dâu sẽ có một cái kết có hậu hơn trong câu chuyện tình cảm của hai người. Có mấy câu hỏi để các mẹ sắp lên mẹ chồng và các bà đã là mẹ chồng khắc nghiệt nghĩ lại. Con trai bà có thật sự đủ sức lo kinh tế cho cả gia đình không? Hay con dâu cũng vẫn phải bươn trải nắng mưa? Lo việc gia đình lớn nhỏ là con dâu hay con trai? Con trai bà có thật sự lo nghĩ được chu toàn mọi bề nội ngoại không? Lo việc lớn việc nhỏ cho các cháu của bà là con dâu hay con trai? Con trai bà có ôm hết được việc thờ cúng tổ tiên không? Nếu câu trả lời là không, thì hình như chúng ta đã đặt trọng trách sai chỗ rồi. Vậy nên để hạn chế những mâu thuẫn không đáng có, xin các cụ nghĩ thoáng hơn một chút, bỏ đi những định kiến xưa cũ và nên sống độc lập, đừng ở chung với các con. Đừng đẩy mâu thuẫn lên cao, hãy chọn lựa sống yêu thương với con dâu. Khi chúng ta già, chúng ta nên hiểu là các thế hệ khác nhau, quan niệm không thể giống nhau, ta tưởng ta đang chịu đựng chúng, nhưng thực tình thì có khi chúng đang phải chịu đựng chúng ta nhiều hơn đấy. Già thì lẩm cẩm, nhớ nhớ quên quên, tay chân chậm chạp, đổ vỡ lỉnh kỉnh, càm ràm ca tháng, ốm đau suốt ngày. Nhiều khi vì yêu thương, chúng cũng đang nhẫn nhịn ta. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một bài toán khó, nhưng không phải không có lời giải. Sự khác biệt về thế hệ, quan niệm sống là điều không thể tránh khỏi, nhưng tình yêu thương, sự thấu hiểu, lòng bao dung sẽ là cầu nối giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Xin mượn bài thơ của tác giả Phan Thị Vĩnh Hà để làm rõ hơn tâm tình của tuổi trẻ và là nguồn khích lệ cho sự bao dung của tuổi già. Người đàn bà thứ hai. Tác giả Phan Thị Vĩnh Hà. Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con. Bởi trước con, anh ấy là của mẹ. Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ, nhưng suốt đời anh yêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời, hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy. Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy, con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai. Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai. Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ, nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ. Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh. Con chỉ là cơn gió mong manh. Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy, nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy, anh ấy chỉ dành cho mẹ. Mẹ ơi, anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời, cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể, nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ. Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị sức khỏe, an nhiên. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo.